Right. Hello everyone. So this is the second session, which I'm going to cover part four, as you see on the screen. We're gonna focus on part four. All together. And of course, part four, like the other chapter, is gonna focus on a few grammar points. So there are several points, but this session, I think we quickly focus on past simple first. Tại sao tại vì gặp chụp phở vì mà xa hỏi trong dân dây tích tuổi bá trong bộ past simple đó. Đầm bầy tục phế mà nó practice được con dây dòng bì ca combine sentence. Để sentence là chỉ phần simple, past simple được có chỉ phần dụng ấy các bạn dùm khăn dư chọn chọn, chọn combine. Để phở chân lọc mà chân lúc được bàn cơn cả ông ní. Okay. Well, for those who have book, it is on page 86. In case you cannot find it, page 86. Well, so let's see some explanation from the book here, which is the use of past simple. Okay, so the past simple express something that has happened, started in the past and end in the past. Okay, chừng hướng ấy để bạn cắt làm hao và này thả việc có cắt hao việc có chọc cắt chọc hỏi đài vậy là biết à tay tất cả chọc sập cục ấy nè. Started ended in the past. There are two forms of simple past, which mean regular and irregular. Cái này dùng dễ bị simple past dùng được ở cái thời gian mà can verb to được ở nghĩa trong verb to với trái chính dịch bị điện ta bị cho bộ regular được có bộ irregular bộ regular nó cứ số để regular đối chung về chẳng cái này chụp biển nó cứ cái tôi với time ed là hồn trong này cái irregular bàn bạc irregular bị ở time ed thế bây giờ bị ở time mà so thi bây giờ bị ở time mà so nào một xe tiết vậy bây giờ đâu tùm rung mà so nâng tầng strong có thả bán này nâng cái hạt irregular cái chương này này session này kiếm được bằng hai kiếm được bao ai a list of regular and irregular verb ở dưới cơn ta lời dương mơ bị khắc là đạo như sắp hợp sẵn ở trong list nó chẳng kiếm bằng hai tạm cơ nói tỏ chẳng được kênh ông dạy mình chẳng most verb are regular bịa bịa chôn tầm đó cứ regular verb bằng này thăm mách bằng này ta dùng khoản add ed your verb 1 add ed tới bằng verb 2 way ủa thì họ watch verb 1 add ed bằng watch ed verb 2 learn cái chân này learn verb 1 buộc cái tôi ed tới bằng learned verb 2 đấy cái nào bị khỏi chữ verb 2 bằng này dùng phở thông tập rung brain simple cả đời vậy the octopus watch watch đấy là chỉ thấu chứ verb 2 complete ed ta cũng lươn về như the check mơ là nóng lì đặc kia nâng sân ta về chỉ biệt regular art regular đã ed mà nghĩa subject bộ verb to bộ object bộ subject ở bàn trong trâu máu chúng này kể giả sát dùng mờ và kể giả sát ông châu tùm đồng đất kia lơ nhưng dục verb 1 bộ ed là chữ verb 2 và object ấy đặt màu chắc đây là tí hoa kế subject cứ the octopus phải kể giả sát verb cứ watch ed và human cứ object sẵn mặc nó dùng mờ mà nụ đấy là bây vì thử trạp tán vì trẻ bảo cả lo vì trẻ ấy she learns how to open jar. Được nè, she chỉ subject learn. Là nếu như thật đã ed, mà learn ở ed thế là nâng tới chỉ brain simple nè. Learn là nếu như đã ed đầm bởi ở tới chỉ past simple, bởi ở tới chỉ verb to. Well, hồi nâng class tiết, bị mà chuẩn nôm xem tiết, bị chỉ irregular verb, nếu như thế bị ad follow đôi tùm rung regular day, bị ad men đã ed cả tế. Irregular thời chám á,
tùm rung irregular plate tầng ọc bị khá thay mà xóa xinh, bị khá thay mà xóa xinh vì ọc tạm cơ bôn tầm mũi khó tầng ọc. Rồi, có chứ hướng mũi được khiêm trọng thì dùng pay attention cho ra lắm tầng lưu irregular verb bộ vì vậy mình có bôn là chạy lẹ vậy bị khá bị đầu tập sân, bị khá bị đầu tập sân mũi để chẳng tầng. Ok, the tiger thought he was a pig. Chẳng sạc là nó kết ta, vì chia sát trụ. Chẳng cả này think, chỉ verb 1, nhưng thật bắt đầu màu sort, chỉ verb 2. Chẳng những cái này, tùm rung này cứ bắt đầu be, chẳng thật bắt đầu. Học nơi ru cho bạn loại tế. Mẹp irregular verb nó, nhưng thật là tính, thật là chán. Tôi có này, chẳng mừng thật là pha lý áo ấy. Anh ấy cứ miên bịa mà chẳng muốn, bịa sọ e đỏ sọ y. Khởi lầm tìm môi cứ bộ verb 1. Column tp và bộ verb 2, column tp và bộ verb 3, dương mơ tăng lập đặt đói hay mà mơ mà thiệp tiếp mở rộng mà không nâng đó. Đấy khởi việc là này cứ đầu tùm rộng đặc sông, việc là thay mà so, việc là lục mà so trao, việc là tục tùm rộng đọc đài. Này được việc hit chân á. Hit, verb 1 có xây chân, verb 2 có xây chân, verb 3 có xây chân. Những việc let này có chẳng là let ở nhà đó let có xây chẳng đá và bỏ một thu bác sĩ được xây được đại ok nó có trả tốc chữ irregular irregular verb ok one more he grow up grow verb one he grow up with pig chẳng bắt đầu bị grow màu grew grew verb 2 bắt đầu khởi hình số g o o màu chữ g o e chẳng o verb 1 e ni verb 2 đang dùng tập hiệp thiệp nó không list để khi upload ao nè chúng ta hãy thay irregular verb list ok hãy chấm này ai rương mối tiết để dùng thời trang tặng ở khnía ní to form negative of both regular and irregular verb, use do not, do not, didn't, plus simple form of verb. Xong bây giờ, tặng ọc này thà, tùm rộng phát simple này, cả nà dương trang trình như tờ chìa bà dục bà lý xét. Dương thờ bà tùm rộng này. Subject plus did not, do dương hai tờ didn't, root plus verb 1. Nói plus object. Cái nhé, cả đại viên chìa bà dục verb 2 là như thế. Nên thử check cái mối lý để trong ao ấy. Phải bắt đầu bị verb 1 đã đi từ verb 2 chẳng tự. Tại bây giờ bắt đầu mà tổng đồng phải để xa thôi. Cái giả sắp đã dùng say verb 2 mà anh thử bấm lại bỏ mà verb 1 mình. Mùi là hai đời xa tại dùng phở biện did nè. Did done nè đầm bầy bộ mùi not nè vậy. Và dùng đã sắp chích bộ not vì khó khó buồn. Not thở thì cho check out three verb chẳng dùng khởi dụng of three verb did. Tại thiết bất và nguồm tạm ban did ní kê bằng bài của ấy nè. Do với khai chìa did. Do did done verb three. Chẳng có lẽ ní bị dùng sử máy tới là subject plus did not. Did ní vì đa tu chìa verb to của nhầy. Chẳng ai ban chữ kỵ giả sắp dùng thử ấy nâng cao ní thở bộ mà đã verb one mình. Chẳng xong chăm lại đi. Thằng ọc nế. Điệt đến đa tu chứ pha hủ cháy. Cho kể giả sắp ấy khổ tiết đã bộ quản nào. Ủa tí hóa tiger didn't attack his brother dog. Kể nâng bà dục bà đại sạc. Mà xin chị áo xe bà dục sọ với nhá. Tiger attack. Attacked his brother pig. Okay, bởi vì dục sắp attack thì thường mình ed nè. For the tiger chỉ subject, attack chỉ verb. Verb này verb regular tiết dùng time ed. His brother pig chỉ object. Chúng ta nó phải để dùng bắt đầu viên màu tùm lòng phát để xét. Didn't đa tu chỉ verb 3 hồi hỏi. Nhưng chẳng attack ed lỡ thở bầm lại viên màu bầm. Thôi mà đã. The tiger didn't attack his brother. Bắt đầu còn là cái khơi did, cái khơi didn't cái đăng ta biết pha hỏi nhá. Cho là cái giả sắp khối ở mình tự đặt đồ tổng hợp thù ấy tự chụp pha bị đồ để bị khó khổ muốn.
Okay. Hãy cứ chìm irregular verb. Để dựng lại mà mở bán lên pi tổng bố. Anh cứ chìm regular, mình chở tổng bố, regular verb, là verb một time ed đang ở. Ok, trong bây giờ bịa chở tổng bố, bây giờ lấy với chìa regular. Bịa chở với ed, trong tổng bố bỏ regular hiện chở, mình mở được. Bốn trăm tổng bố đây. Nà bê đài, anh ấy lý hiệu bỏ irregular, mình đã bị đồng bộ để bị tích chuyện. Ok, lời dân cho mà anh đồng bộ càng cao mình đang ở kia. Cảm nạp bê đài dân anh đồng bộ anh sẽ xa càng cao mà đây thì khiêm tục bê ở dưới lạc lạc. Dân ai tự bỏ mơ phá nghĩa phá phí nghĩa đồng bài chạch mơ của đại đi rưu cố đô đồng đúng. Được cái của mấy, right? Tỏ trong exercise này tầm bóp 5 và môi đặc đại nâng. Khi ao dương chênh phía nó không bỏ ọp nâng. Tâu chưa tầm rung verb 2 tiền ọ. Ok. Chênh tầm verb 2 tầm ọ dương ảnh đứng này, right? Khá xin khó xong đào lưu rước tất cả lãng rùi hát có chọp đai nà tầy đặc cả. Chắc mình này thay tăng vì lệnh môi là hốt đó lệnh đọc bấy ní. Chưa giờ thang là phiếp đặc cả thao thì khoảng kê rồng lập. Mình này thay dễ hướng đặc cả lãng hào ý nâng. Nếu dùng phở passing form. Ok. Các việc nó lấy đâu màu tầm ọc. Câu tới verb 2 tiền ọc. Ok, là dùng kèm thư tìm môi áo ấy. Được đăng tầm ọc nha, vậy verb be. Verb be đặc nông từ xa. Con lễ với tầm nàng áo ấy. Vì tầm nàng ở MSA và xin dự dương dựng bị bạch cho bón. Tại vì tầm nàng ở Worst nâng vớ là vì đầy dương dựng bị tầy tạc ca. Phải ở lớn dựng đông là càng lớn cái ao dương một bình verb 2 và này ở tầy tạc ca. Chân cả lại nịt mùi ní chùm lõi bà mình worst tên vớ dân bị chà nà đọc thật liệt. Tại ai worst rồi có ai vớ. Phải tỏ chân chập đào mình bê pram nghe tì. Ram tay bằng bầy này đi.
Okay, so time's up. As a result, I am showing you the correct answer on screen. Well, so the first one, which I asked you to choose between verse and were, right? Nó không cần lấy ní cư dân bảo verse. Những ai mơ cho mọi người qua mọi người làm bệnh đăng tham mùi nào verse mùi nào verse. Trong chương mùi nào the person singular he she it bộ một subject ai mùi đá trong nắng cứ dùng hợp vào verse. Trong này ai sắp bằng điểm xem tiết nào mình được chẳng cứ you, we and they dùng phần một verse. Trong ai bảo một verse đó là ai verse. So when I was a child, my family had a cat called Teddy. He was okay. Như thế này nè. Be you change my words. Người ai cả sao để bạn ao mới nè. I, he, she and it dùng vào words và xin chụp biệt nông vụ chọn cứ be nè. Tại vợ biệt nông vụ chọn be ta phở cho mùi nằng you, we and they did rồi chế tới were. Words. Very sweet and friendly. Chẳng xin nữa đừng mạnh chẳng xua sắp và niệm lao với nhảy. Ta hiến xin đạo người nhạc nạ tự. Cho nên bệnh đang hiến, sweet time and friendly nhạc nạ cứ dân mơ vào dụng môn nâng á. Chẳng hiến xin đạo tự lực khẹp. Chẳng mà bỏ quả nâng á. Chẳng thể đi nâng. Then one day I find tay chữ found. Đồng bệnh đang find ý dân ai mà hộ nó khăn irregular list từ phổ khứ nhé. Nè, là bắt đầu nè. Found kể giả sắp verb 3 có found đấy. Phổ find chi irregular verb nhưng hồi thở cả lại. Ok. Chẳng ai found a lost dog mà đây hướng đến cả làng hỏi. Cả nông kìm rốt khuyên chma về muối. I found. I find a lost cat và này là những bài cho bọn này. Những một instruction này cho bà cứ kêu dùng verb ha, chẳng verb to. And brought có irregular đấy, bring the chữ brought. Her home we name, okay, name cứ chỉ irregular, cho nên mình easy bên thay đi. We name her little bit. She made herself, make the chữ made. At home and sim cứ chia regular để xây dựng khoảng time của tôi đi đó. She seem comfortable from the beginning. Đừng mơ tới hàm bây giờ chia. So lại chết đấy. Vì mà tôi lại tiếc lắm, chẳng bị tầm buồn. Unfortunately, Teddy didn't like her at all. Ồ, cả này đi, đó rồi. Đó, cả này đá, nhưng thật chuyện biết mà ví dụ bạn để xài để dùng dịch như môn lắm á. Còn bởi chê, ví dụ tôi chỉ phải để xác subject plus did plus not. Ok, hai verb là cái áo thở tục vào quản. Chẳng like này là giải đi chỉ làm like ý đi. Like time đi khó quỳnh. Teddy didn't like her at all. Đấy, Teddy chứ mà bà quản á. Cứ ập châu chất her, chẳng dùng ngũ xuống her nó nhẹ nhàng á. Chẳng dùng mà mơ ví dụ môn nó mùi tiệt vậy. Chẳng phải sao dân an hỡi, không lý cứ như vậy em biết. Tạp chứ mà đàm vị nhật quạt hộ bà nó chứ một thật little bit đó. Nghĩa, hờ nó cứ xin đợi lơ. Little bit cứ có xin đợi lơ chứ mà vị mà các bà đã quạt vô mở trợ nào. Chẳng chứ mà quạt nó cứ ở trong chuyện là chứ mà vị nhận tế. He usually hide from her, but sometimes he attack ED chụp mình mà đó ấy. Slowly over the few months he got used to her and then they became đồ bị ô mà A. They became friends. Và chỉ bị bất khai có việc tình lọc tớ có việc là chỉ bất phẹn kể tớ sật chma làm bì mà nhắn á. Ok. That is good. Tỏ, phần tay kem chọn cái tiên thu lầm hạt. Mùi tiết. Ok, nè, cứ lầm hạt hạt xì ní, tỏ ngọt nè. Lầm hạt B, number 3.
Dương thử cú hướng vốn chung bên phía na đá trừ. Vậy chân phía nó miền pi một miền pi nhá, miền mùi trừ mùi khổ. Miền mùi chỉ regular verb được có mùi chỉ regular verb. Tại cái đã máu à mùi cứ miss bồn ngáu. Tôi sẽ bảo là xó được có khổ của muốn. Chân dương rồi trừ. Stay, cả này cái thử ở dương hào ấy. We stay in Germany for 3 weeks. Chân stay cứ bộ phụ regular verb. Dương time e. Đi, dương gọi lục y à, đi cứ lục y thảm ai ý đi khó hả ná. Mà lục y thảm ai đi lại đi dương ăn và chân phiệt xe hay có khuyên phiệt hôm nay không có sao không lấy. Chân phiệt đẹp và chọc lại y nắng cái này dương ọc nên mơ đai mà xem chân phiệt đang nơi bị mỏ xo y chứ vào quê là cái đau lục tỉ. Play ná, play ở chân đề. Nên bị bỏ xo vai chỉ vào về chỉ sạ. Chân sạ bỏ xo vai nên thường thử lúc ấy ná. Lúc khó hỏi. Tỏ lời dùng mớ. Để môi thuở hai snap cho lịch vị bay buồn nít. Ta muốn là rớt muốn là khó. Ra mình tìm bằng time tiết.
All right, so time's up. And let's get to sharing the answer all together. Oh, I cannot edit on this one. All right, because this file I'm not allowed to type in or edit it, so I will just write the correct answer on another screen. Okay, number one, state, the number two, I not born. Okay, cái này chẳng hạn là not đã cho tại anh chẳng thể not thở phở cho mỗi didn't, được gọi did not, được do not, được gọi will not, would not, đã I not thế nữa. Trên trong đó trước I didn't born, subject both didn't, both were born, right? Want. Number two, did they to go? Okay. Chúng lại thở cứ did they go? What mean to they? Bốn, send, visit. Mỗi vợ bốn, mỗi đi. Chúng lại thở là ý đi là mấy ở cái tờ chip hát simple. Visit. Give. Or give me an ý đi. Chúng lại thở check mơ khnông. For mà khnông áo ấy, cứ irregular verb. Give the you gave. What mean ý đi tê. Drop cứ trong loại thời thì mối drop double b e d khi chán nó viết thành lại nè đại viên mà mát một chiếng hai viên bị chập đòi one vowel one consonant những consonant là trong khối nhớ từ say cái từ double b seven did you like your meal no I not like khởi nghĩa đó thế nè not at a cho tại thì I not at thời thì no I didn't bằng từ with who do you go? Oh, so that with no more, look at your with that coin. With who do you go on holiday? Look at who do you go on holiday with? Okay, chung lại thử your with that coin. With preposition. With either chore down the bone day. The which hole in the chump kada, when you be, and then either way. Who did you go on holiday with? I tell you, is my catch money. Seven, my mom travel. Travel, you got ED that, but that double. Okay, and they peep chiang, but that, I saw chong koi, which you were aware of consonant, but get double L. Try that you wrote admin ED day, but two. Read, okay, read go cheer, irregular verb, do that's not the wrong day. Read red red. Bạn ta đã thấy sẽ được như thế. I read that book I gave you. Did you read the book I gave you? Okay. Like đọc đi dream. Dream là dùng mơ mơ. Mỗi time T, mỗi time D nhé. Chân chân tam có bốn irregular verb thì ở time ed với à lúc time đã đi chân được câu hỏi chân lời tới cứ dream with d chân dream có chữ irregular verb đá dream thôi mà đá time t mà với tới chữ verb two là verb three ok đó chân được bỏ mau sắp hơi dương với tầm bên dịch thì ông pi ca combine sentence này
hay nâng cao từ chống cho mấy tí page nam tí mô cứ dương dây phí sạch hưởng nâng mà xa hói ấy tại nạc lạc click có ai thả bàn đấy tại cho nà mấy hưởng nâng dương thuộc chuộc mà đò hỏi về ạc thầm ấy nè. Ok chân xin đại tư lưu ca cầm bàn ca chong vô dụng phí rưu trả ấn chừng nắng ai tư chưa vô dụng tầm mùi đợt ra sạch rừng mà chân nguồn chân khẩn lầm phần này càng lớn cái áo dụng phở chân nguồn mối rưu chân nguồn ấn đại chân nguồn dụng chân kế rồi chân nguồn nắng rồi hai khẩn lầm cả đá cứ kế chong chong vô dụng phí ai tư chưa vô dụng tầm mùi đá là cái phở subordinating conjunction when hay nắng because là khiến bạch mô viết để chất nắng. Chân án chưa mùi hướng dẫn ảo phèn bối. Trong này when hay nâng because chưa mùi hướng dẫn ảo subordinating conjunction. Ta tàng phí đến tàng phèn bối tàng subordinating conjunction hướng tàng mùi đây cứ prai thật chân ngọc á. Phần mẹp chôp bởi vô. Nói bị bây ở cái chỗ kìa. Tỏ là dân chạp đang bị phèn bối sân cứ cao vào phèn án môn kê tớ. Chân ngọc nâng cứ bị giác mãi. You can connect two or more noun, verb, adjective, or clause with the word and. Notice the use of and in this example. Chẳng là khả năng thì sao ông lấy dương ai phở chân lọc mùi nữa, chân lọc and á. Đang bày phụ hợp niêm, nâng niêm, kệ giả sạp, con nâng niêm, con nâng niêm, như clause. Chưa bà dục, chọc bà dục, nâng bà dục, có phở bàn đây. And nâng. Chúng ta thử phở tam thử có buôn bỏ kê phong chẳng xong mở thì họ càng cớm tờ lưu cao và bạc end. Chẳng có buôn với khó khăn tích tui với khó thoáng sẵn nhà. Bên nào mình có biết bên nào ọt có biết. Tỏ là ụt thì họ tìm mối. He understand and speak language. Chẳng end lại nít kê phá sẵn hẹp chụp kệ giả sạp bằng kệ giả sạp. Kệ giả sạp understand and speak chỗ kìa. What you're nâng như giấy. Vì xa bạn họ đang vô về xa nó ngay còn gì về xa nó bạn đấy giúp cho bạn những kẻ giải sạp understand and speak nhé. Animal communicate by sight and sound. Sát với tuần này nó khi đau ấy sight cứ rụp hiếp nâng sầm lệ chẳng lấy cứ cho niềm nâng niềm cho việc thả rụp hiếp nâng sầm lệ chứ không phải đã and nâng and cho nên khởi nhau thì họ lấy mỗi nhau thì họ lấy pi mình thay dùng chụp cái giả sạp cả đảo chụp noun cả đảo chọn adjective và là khi mà adjective she is cute and clever chẳng có nhé clever adjective cute có adjective này đôi nhau thì họ mỗi pi chẳng có thì họ lấy khi mà nói lấy bơi chẳng tự tôm rong đôi đặc biệt đấy cứ thá dương còn tại dục em nó đã nơi chật lọt pi pịa để dương chọn chọn một từ à pịa đang chọn chữ niêm như vậy là sắp thì cô là niêm ba nơi kia thì nó được pi pịa dương còn đã em nó chật lọt đá chỉ cả sợi ở bên sân nhà sân nhổ ngoài thì con ta là dương mà mờ thì họ lịch buồn về thì lịch buồn chập đang một bãi nữa thì thật không phải chật animal communicate by sight comma sound comma and smell. Chúng trong cảnh này thì họ thì muốn cứ dùng chọn niêm đó từ bay à nọ rồi sẽ dùng tiêm tia ở miền sảnh nhà các biệt làm bay khăn chạy chân dùng phải viện bài say hay dùng các biệt mồi sao nhưng các biệt mồi tiền ai chẳng được đặt end thì nó được bay thấy nhé chân end đa tua chỉ nhẹ chọn từ đá con ta tham ma penny đa tua chỉ nhẹ 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 niêm môi môi nó đặt được kia sát tầm nhẹ tầm nông đòi đòi rụp hiếp cái biệt mối đòi xử lý cái biệt mối nâng khẩn nhé chân bạn này tha bây giờ chỉ dùng chọn niêm sập và tiêm côn là niêm côn nghĩa giá sập chẳng lại nó chặt bị bay tới cứ tới khăn vía bay làng tư ok buôn đây là chân nè buôn cứ biệt biệt là hội mặc tỏ ở chạm niêm trong khối chạm đặt cứ biết hay đặt end.
5. The gardener was studying animal communication, comma, and they taught ASL to chimpanzee. Ok, không cả này ní dân khơi nặng ọc nghĩa and bên ní cứ trâu tại miền comma and bị dụng lịch pram hả lịch buôn lịch nghĩa. Mù là hát đâu sao tại and bên ní đa tu chia fanboy xâm rạp chua pro yốt nâng pro yốt. Cho nên xin lạc nhắn em đã comment chạy. Và xin chia nâu không khỏi em nâng vì mình mình chỉ bị mặt ở mặt vì mình mình chỉ tà niêm vì mình chỉ kể giả sạp vì mình chỉ con niêm mặt ở mặt á. Tại vì chia pro yốt nghĩa và bản nét vui vẻ vậy. Ok, anh ấy tham vi chia vào dấu bản này tha. Viên viên subject, viên viên kể giả sa, viên viên object. Ok. Nên chỉ nói còn cái đó nên chưa vào dấu bình danh đặt nâng và cọt nà e nâng thở viên cực bị hại. Chúng mơ cái này nó ọc nhé. Bộ mà mơ lại buồn mà. And smell. Nó and smell này là sao ta bị chọn bằng chữ đặt e nâng mình cực bị. Tại còn lại and sound, and language, and clever. Ở mình cực bị hề nè. Tại sao ta nó khỏi em với chị niêm chứ không là niêm chị ấy mà mặt. Tại cả này lịch phám nơi khẳng cao em chỉ bởi dụng tầng mù hoặc mình sắp chịch một cái giả sắp mình object. Chân không cả này nữa em thở miệng cái bìa. Ủa là hát dụng chọc đi bởi dụng chỗ kìa. Ok, tại cả này mua trong cao cả này lịch vào mũi. Có dương thở bị chạy đại. Chân dương anh mơ thái tập view với dương đăng tập hợp em miệng cái bìa hay. Chân còn mơ lơ quen lơ mơ lơ clay. Hãy dùng dò này mà bỏ hát. Chúng ta mới thiệt cái nhé. Vừa vơi và hai cái nhiệt đá là lưu ngạc ráo mẹ phèm lại từ mũi á. Còn ta thiết vi ở bụi cái nhiệt đề chân màn trực hiểm thác. Và xin chuyển được khẳng sản đáy n chỉ sentence chạm đạc cái biếc. Ta bởi nơi khẳng sản đáy mình men chỉ sentence đế. À, mạch đạc cái biếc đề là dùng mơ tọc nhiệt. Nơi khỏi n, torch này chỉ verb 2. Torch. And type ASL to a chimpanzee an object to read that now. Chẳng hạn dùng mới á. Nó khỏi N liên tại verb to book object đi. Mình là kể giả sắp hay book object đi. Chẳng hạn kể hai thập rõ vô kể nè. Hai thập clock, hai thập sentence bán tỏ miên subject verb object. Chẳng cả này cũng cao ý. Cả này của mối. Nói sao khẳng sản đây mình men chưa bởi vô. Chẳng viện đâu cả này lịch mối, lịch bí, lịch buồn chẳng. Ốp đặt ra nhà cái bị ấy tế. À, ví dụ khỏi nhé, xưa ta hào ấy là cái hào thà phrase clear nè, mình ví dụ cái clear và đây thà bên miên là kể giả sáp, viện bạc subject đấy, rồi còn miên miên subject tại viện bạc kể giả sáp ở nâng ngay hào phrase chúng mình xin trên đây còn stamp đây là bằng tập bị and, chúng mình and nâng chìa clear phrase nhưng ở bài đặt cái biệt thế ta bên đây còn stamp đây and nó cứ chỉ sentence chỉ phải dùng bình lĩnh mình nhận phương phương kể ra sắp mình nhận tù rộng phương mình ấy trăm trớ cứ and nó phải gọt nạ thở miến cứ bị hào ấy. Ok đọc thêm cho cái dụng ảnh ở tập 2 em tiết. Để chọn dụng mô ta lưu một phá là không khá rút nhưng mà nó để bật thái lắm. Chúng ta sẽ lọt trẻ trẻ cho cái lại như thế bằng phần N nhé. Tại sao khám N nó mình có biết được N ta cho ta ai nhưng ta bị chán là ta gọt nhé.
Okay, dùng ảnh mơ. Ví dụ mô tị bày nế, ở phía. Hỏi bấm ping cái lãnh tre tre nó cho mùi nó. And. Bấm. No. Bấm tay, complete check your punctuation phong. Check nhà để dùng bà đồng phong ở việc bằng bây giờ ở phía. Đó là lần lớp kênh thuốc mơ tầm ở đó. Chúng ta quay hiện mở. I like running. Chúng ta mơ nơi sẽ lọt nếu như lại nhìn thử đã end này vậy. Tại tầm bây giờ mình hãy thử đã end tại nếu còn bên dùng nhạc cái biên up luôn thật check. Nó còn chú ý đây ta phải cho cái anh này mới nè. Cho cái anh này đầu tiên là kẻ áo ấy. Lịch mô, lịch bì, lịch bấy, lịch bùn, lịch bám, lịch bà lịch bà mùi. Ok, nó cứ dương thở mơ. Nó còn làm đây cả lại thề năng tao bị chia niếm chứ kể giả sáp chứ cùng niếm với cái chia ví dụ mùi bình lình vậy thế là cái sao đây biết việc ta bằng mà té ra nín đa tu chia nào trở ra vậy chẳng đến cái chỗ cả là đây lấy pì chuộc niêm bằng niêm để sẽ hiện đại tại en mối cho cả sợi miên sợi nhà sợi nhung ấy đó pì được kia they are drinking chot smoking cho những mơ còn làm đáy sẽ ngã chọt nhưng là phần sản đáy em đẹp bầm hộ đã nè ta chia chịu mặn mắt đi có chia rõ dụ trong smoking nhá. Chia kể giả sạp tê bố với cho khỏi à drinking à smoking bây giờ khăn nhu ở chân là lấy cứ cho bạn này lấy mùi cứ cho kể giả sạp kể giả sạp chứng khoản đã em chứ cả sản ở bên sân nhà ấy tê. Cái này lịch bấy, we like black. Ok, nên mình sẽ nhả được cái bì hẹn, cái bì chọn tiệt. Black, cái bì môi, blue, brown. Hay những cái này này, and, green. Nên sử dụng số thả, and là nít vô mình cái bì hẹn đài ọt nè. Cho những cái lịch mà còn chụp đài dân chát, cứ bì chỗ có buồn tí, buồn. Đài cái này dùng chọn niềm chạp bì bấy lang tới với thở chạy chạy, cái bì đạo cái bì. Thôi bạn đã and nữa, cái tôi cái rõi ha, and cái tôi cái rõi nó có thở miếng, bì hẹn đài. Ok, lịch bua dùng mưa nó cần khỏi xin nhà cho đi bịa mà riêng việt mì c subject esta riêng kể giả sáp việt đó nguồn anh dạy sao đấy cần một cái bao nhiêu cần khỏi em nó chưa bao nhiêu của ta thì em rom cho môi đang sang nhà cái biên một phòng nữa rồi dùng shop là cái sản này đang bị shop rồi vô trong bao nhiêu trong thời gian cái biên là lịch phèm đại lịch phèm mưa chạy tới quê làm đại vía tại vì bạn mưa quen lấy nhưng mưa sập xa thiệt mùi mùi miền sập chích đại ớt những cái dạng sập đại ớt basket oh sorry basketball. Basketball is also my favorite. Trong basketball subject is cái giả sáp này. My favorite AA nó cứ object. Trong những hiện dạy là hằng cao này chỉ phải dụ bài phụ mình nè phương phơ nên cái giả sáp mình nè là phụ rộng phụ trầm trời. Trong lịch phẻ này nó có bằng pinh đổi lịch buồn chẳng. Buồn nó còn giảm lại end vì chỉ phải dụ pinh lên nhé. Okay, lịch của mỗi mà đó ta đặt cái biệt đài tiện áp trong mưa giảm đài. Study part time in the evening. Study thì kể giả sáp ấy nó riêng part time là quy là nghiệp. Study kể giả sáp part time in the evening object. Trong mặt là thằng cao mình men chưa bà dụ tế ta vì chữ phrase mình chưa bà dụ ta chữ clear của bạc subject. Chẳng lịch của mỗi ấy đội nhận có 4 tì bà mùi đài là không sắp hồi dương. Tuy nhiên còn là job end thôi mà đá miền sân nhà vậy đừng ở trong còn lại thì sẵn này job đầu viên verb phrase giả sử book object tôi dùng verb phrase mà cái tôi hiện khổ này tiếp cái mọi những cái phần phần mà chúng ta tiếp cứ when hay nó because
chúng ta mở column thứ hai khoảng này cao một phần bên because we khóc nè đặt sẽ là mở bị end mà nhé phụ đề bị chụp page nó khóc nè trong cao một phần có khóc nè này ok đó cho nên mở end là because nè tại vì chia subordinating conjunction chia cho nó một phần you can join two clause with when and because trong when and because cho bạn tại bờ dục nên bờ dục ấy nè tích chấm cho mà mặt trẻ niêm niêm kể giả sắp ấy ập bàn để bờ pi nè ập bàn để cho bị cho anh thông đầm đầm bờ dục nên bờ dục hỏi do not use comma when or because in the middle of the sentence trong cái bài này nó đang bị đau mấy và xin chỉ dùng phở tam các buôn đôi sập hử nhưng phở when là trong cái đá ở viên còn chơi một video còn làm một video bật nâng ở trong bài miền sinh nhà ấy chẳng ở nè về nâng bị khó nâng đa tua chuyển nhẹ chùa phó đa tua chuyển đua khama tiệt khama cái phó sinh nhẹ nhẹ bị dục á nhưng chừng đặc biệt đại biệt cả đá lấy biển nâng đa tua chuyển nhẹ chùa phó đa tua chuyển nhẹ nhẹ bị dục mục bị dục khỏi phó miền sinh nhà cái biệt tệ lúc ra tới dương phó bên là thằng mục phó từ tiêm tiêu ở miền sinh nhà dương lực bị dục khỏi bị lực mà lực trong when không when we brought a new cat home mình cả mai our cat was unhappy okay trong phở mình sinh nhà mình ấy nhẹ nháy phở style đi màu cứ lực à chân ngọt nâng mà đã một pot tại là chân ngọt nâng là khẳng một pot tiền tiền mình sinh nhà ấy mấy tên mình sinh nhà có biết hiện đấy mình chạm tới bởi dục biết ai dù mà đạn tâm kia đây về thử mình ấy ngu nhờ nở chẳng cả này đi when đã tu chuyển nhạc chuộc này ấy chẳng khám hà đã tu chuyển nhạc nhạc bởi dụ có thể đăng thả và tất cả nếp xe và tất cả khổ nếp xe because có được nghĩa nhưng lượng because mà đã một máu cho lượng because là bởi dụ khổ because lượng hoa là ngọt màu because we aren't getting along well we mà hai bàn đi ngồi về because we because đa tôi chỉ nẹp cho bạn tầm này nhưng ở việc pro đạp nhé đời xa tái mà nó bị ọt cho sầm rộn một kia hai comma cái này nhé làm bài nhẹ cái dụng mua làm cái dụng vì của dương vật chụp đôi và rộn này tôi có của dương vật và rộn mình tên phù là mà nó ọt cho sầm rộn một kia bây giờ mà subordinating conjunction biến chọn tiệt mình biến tập when nâng because mình chọn tiệt tại các buôn biết đôi đặc nghĩa để chọn pro yoke nâng pro yoke hay ấp cho biến biến nhà ấy đồng như nhà chọn đã when nâng đã because nâng rồi còn đã subordinating conjunction xin tiếp chọn cần đa đầu biến bị dụng mua bị dụng pi đó dùng ở tại biến sinh nhà ấy chọn nên sẽ chọn biến chọn nào tại bây giờ chọn các buôn rồi còn pro yoke dùng mua tới professional dùng chọn lực when lực because lực ấy nhỉ đã mục máu và dụng những tiêm tiền ở miền sinh nhà tôi biết phong sẽ chấp nên sinh nhà chọn một phong được cái dụng bạn khởi chẳng nơi pe đai là pe để dùng phở về nữa về cứ phở chuột tất cả là pe chuột một kia pe để dùng tinh nhầm tiệt mấy ở chmán nó chmán nó ở sáu chợ đi cái này tất cả là cả lang pe prom một kia rồi còn tất cả là cả lang khó khăn nha bây giờ liền tịnh tuổi mấy và tất cả thì mỗi chọc bấp và tất cả thì bị cắt là cứ dùng phở vẹn anh ấy thả cho nãy bây giờ là và tất cả mỗi và tất cả bị đó dùng phở vẹn cho là chấm bốc mỗi bốc và tất cả bị chạy đó dùng phở vẹn chấm này bị khó chung đăng ấy bỏ bài mà bố tài chấm bị chọc bị đứa mù là hạt và nãy dương chlau được gọi là phê bị khó cứ dương chlau như sự why ấy dùng chuột hạt phò lại chúng ta hiện đã đi giá bộ because bộ reason ok là cũng đã đi giá ok lại even nữa và tất cả tí mối với cả lãng because đòi xa ta thì bộ hạt phỏ cho nên còn sẵn đây because cứ thở chỉ hạt phỏ thì tụ tài trong bộ hạt phỏ là cái vô nơi bề đài và chọn một trẻ tham môi nà môn rồi có cả lãng phỏ ông khí về nơi bề đài là vậy.
Yes, I want to follow the clear. Good to go up to you. I got a neighbor. We belong, I mean, Jink and neighbor. I'm sure. In the years of say, Lang, when you have called out, church, who, okay, day. Just like in work, it will our life, but you'll be that you like to clear your job at her end. The peak of job her end, that the by her van, the one her then. Or looking for jet, the sound when you're bungee. Dialogue with Jenny, eh? Then có chữ mũi không chấm nhóm subordinating conjunction này. Chúng bạn này thà ca có vẻ bỏ when là việc make, ca có vẻ bỏ then nó có là việc chẳng đại. Dục đèn đã đặt trong cái đá bây giờ chúng tới nè. Bây giờ chọn ở miếng cái bia. Tại vì chọn ở miếng cái bia dục đèn nó đã đặt là một phòng tàu. Okay, nay after a while, có chia subordinating đây. Chúng ta lại nào để chấm highlight tha subordinating, chúng ta lại để dùng four time bốn đôi. Because nắng however chẳng. Up here, chúng kèm ao thầm lòng. Bây giờ shop ở phải. Okay, chúng ta mở biển ở trong vùng ở chỗ đầm bay đấm tháp shop đại phở ấy nè shop đại phở and phở bị khó phở ấy bạn chậm tới tạm cả tiêm tiêm ok vậy cái ao phở and đó nè ao phở đèn số khăn đi mua sân nhà bia được là lược đặt thầm thở đại ọt ok tỏ ra sao như thời type lang vẫn chẳng hạn đi ao phê nhưng bài chạy đọc mình tí ấy tới mình chạy đọc đấy. Okay, trong lòng khi dương ai bà to thua sân tới. Nào, khi dương ai chọc pause video nó sân. Đầm bầy thua được cơ sế ở mình trong lời. Đó bọc luôn ai sân nhá. Đó khi mà ai chọn tục màu đọc cái tì cho bảo video mới vừa anh bếp. Trong khi nó bằng hàng trong lời ở lời nâng tầm đồ. Đó sẽ nhận thương toàn hóa xong stop. Pause video sập thầm nâng sân cho mình viên trong lời chấm start. Continue màu. Okay, khi mà chọn ở bên vén của là lợi viên học chiến ấy ở bên vén bị okay khi mà một hàng chung lợi đặt đó này ở bên phía từ đầu phim ở ví dụ này cứ đọc bài ví dụ từ đầu phim learned noun mui learn verb từ đầu phim learn preposition viên đọc bài ví dụ xem kia hai khi em chọn chọn viết stem style để bọc nhóm này đặt phần n bạn đi cứ việc lấy đợi xa nhưng mơ ví dụ mua ví dụ pin ví dụ bấy sạch ở đường cứ từ đại là sẽ đại đại lắm đi dolphin learn to dolphin learn to dolphin learn cái gì thế thá the dolphin learns nó tạm ở đầu ông bà này hồi anh cả tôi đi đại được khóc liền chạm dương chọn với phần n noun verb preposition thì đại được việc chụp việc khóc nhỉ
trong việc đôi khi dùng say tầm ở đó này chạm về chuyện ta vậy. A dolphin learn noun có biết mùi, verb có biết mùi tiết. And then comma and preposition. Hai niêm để nói trong phổ kê nâng, đã có biết hay xe sọ and. Tạm phật bởi dương trong xe chè. Tiết á, có bạn đã, con ta biết. Tôi quên, vậy tôi quên hay, nhưng ta xây biển nâng, ta đã. Đo tự bây bồn. Mặt trời hỏi đạo bày đòi trong camp shop vừa từ cái thị trấn đi end ok, chúng ta lại nít and khi nhầm phở bị đó and nên dành nhạc cái biến nít đa tố sẽ mẹp cho bà dụng múc nâng bà dụng khối từ đầu phim learn verb and preposition nên bà dụng chứ này and này nít nhầm phở mới tiết cứ khi em ở trong repeat đầu phim learn preposition nè nhầm trong đạt preposition nè chẳng khi em cho verb cho mỗi nâng preposition sao bên mình tập bí vậy cho nhầm phở and tập mùi để like this cho bạn mình cái biến đề. Tăng phí thử được nghĩa. Còn tại vì dùng for style càng lớn, dùng hai vị thay chỉ simple sentence, dùng for style càng ground, vị trí compound sentence. Trong lời trâu và tỷ bấy, cứ thay champ. Champ là nít, cơ mà bị quyết. Chimpanzee, that's why ơn. Was able to reach a banana when. Thì khi em dùng when đạt đi. Để chứ nét, khi em còn tại lúc sẽ nhả cho cháu, chỉ được đợi n, hay ví dụ khối, he found đây, nó là gì, mong bánh nó sẽ lại bạn vậy. Ta bởi dương thả, dương chọn bạn là style tiết lưu của cái tiêm tía vậy thì phải lộn cái áo dương xe đó P vị thí. Vậy, ọt chẳng được thấy, dương lược quên và đã mốc chọc một bởi dụng tiết thật khăn khi đã xảy ra cực biệt. Khi một bởi dụng tiết mà. Like this. When he found a way to use a bob as a leader, comma, the champs was able the banana. BBT trở lại kia khoảng mỗi phổ ven trong cả đạt nên sẽ nhả anh nhảy nhảy. Mùi được ven và đạt mục. Đi buôn đến, chân đến đôi quen đôi bị khó ấy chân. Vì phổ ven trong cả đá vì ảnh miến có bị ấy tệ. Còn ta đến đi phở bạn đạt mục bị thi đăng ấy ná. Ảnh ai lực đến mà đạt mục về dùng phải giả lại nắng. Bạn đạt mục bị thi tệ. Đèn mối á, đèn cứ thử tập ra nơi chừng lo hợp viên của dụ bì ta mà đồ. Ok, còn ảnh là thế. Tại ảnh miên vào vị thi tiết ảnh sẽ trẻ. Tại bên đây ta cho chọp và dụ cả đá lần chân. Quả đô sẽ nhả tích tuổi. Nhưng chọt sẵn hay chẳng đạm đèn ở sau thông. Ok, tại sao thì pin đi vì ạp sau dụng bình dụ mới cứ phở lịch mối cho một chiếc. Đi phép biết thả after a while có chưa bộ subordinating conjunction đấy. Còn ta, dương thờ bởi giá, bộ phụ này có chưa subordinating conjunction đấy. Anh phá ra nơi trong cần đá và dốt. Còn ta tìm tiền mình sẽ nhả bình. Chẳng biết đến nâng after that. Chúc mua, có thả biết viết đôi. Because however, chẳng ta là biết phép nâng sẽ nhả dùng 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 after a while, lắng nghe mà đã trong của tôi ví dụ trong khỏi game mà octopus watch human who stop she figure out how to open the jar herself after a while. Mực lắng vì hiện mơ mà nụ. Tạm biệt vì che ba cái lỗ để khuôn ai after a while và tôi bị một tụt cái rồi mà. Tôi còn mực lắng mơ mà nụ mua một tụt cái máu mua về giặt rồi máu. Nếu cứ vô vì là biết này cả ba cái lỗ để khuôn ai.
Okay, trong áp thở và bên này cứ bao trong cả đá, tâm tay mình sửng nha, càng tạc sửng mà nhói. Sửng nha, này chọt môi sân, hói, áp thở và chọc cả bìa. Và phép thiệt máu, áp thở và này, đôi ca phở phải hào e vô chẳng. Và bì môn đông ấy ná, hào e vô cứ phở sửng nha chẳng. Chọt, hào e vô. Hói, cả bìa. Ta tiếng however, tiếng after và tiếng then mình nữa á. Chứ bật bụi tầm môi á ná. Chứ môi vía. Tầm môi đôi because nâng về anh đề. Quả lý không rật vía. Nhưng tên tìa yêu mình bị bay sở nhà chỗ vía. Ok, môi trong khó cứ ao dương phở end vậy. Sử dụng đo tập bấy rồi. Nên chém sáng. Ta sẽ tự tải cho nhu dục với chưa cả ta. Không ai sẽ bay một đó. The champ sign 2, okay. The champ sign 2, tạm biểu tình mô đi bây miên biệt là ọc chung dương tập xe tạm đồ ấy. Sign 2 hồ sơ, comma, hồ đồ, comma, and other animal. Chung dương ai tập xe việc clay ấy, chứ chung bây dục bây đại được lại thêm về hình lái mà chưa bây dục tập mối, tập này ấy nơi đại xa tập đại. Sắp phá ấu nâng vía. Cái áo này con ái cái áo sạch oh sorry cái áo con cả mỏng nón một lòng chúa rồi tóc tá nên cái áo sạch sẽ tiện sàn kia sân nhà được đây được chưa để cho anh chia chọn bó này Combining idea. Okay, hãy cho mà khổm tiết. Anh đi direct indirect object kêu dịch này hãy là tật môn vậy. Em cứ thay dân sao ta mạng cho mặt tiết tế đi. Anh sẽ call a and the. Anh đi tục tật khối mùi tiết. Anh nông organizing paragraph của chân tốt anh tật khối mùi tiết. Khi nông bởi yến, tôi có rộng lọc lòng với nhà ca đã xe và thả khánh. Okay, ta trong session này dân và chọc thầm nó.